là người yêu của tôi mà. À thế à? À thế làm sao mà à? Biết rồi mẹ còn hỏi. À thế à? Thế người tôi yêu cũng là Gum. Bây giờ Gum là người yêu của ông thì kệ ông. Hello, Annyeonghaseyo, konnichiwa tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay buổi trưa nóng bức quá, không biết làm gì hết trơn á. Cái mới đi lượn lượn ở xung quanh cái nhà cho nó mát. Cái mẹ đi ngang qua cái vách đá với lại là cái khu mà con hổ phun nước mát rượi này á, thì mình mới nhớ ra một cái chuyện. Đó là hôm trước á, con nhỏ búp bồ Gum nó đã vô nhà mình á, và nó đi quay lén mình. Nó đã đột nhập vào nhà mình rồi thì mình không nói. Đằng này nó lại còn đi quay lén mình cái lúc mà mình với con khủng long hồng đang giải quyết vấn đề ở trên cái vách đá nữa mọi người. Cái hôm đấy là mình rất là ổ về luôn á. Bởi vì cái video đấy là cũng hơn 100.000 người xem. Có nghĩa là hơn 100.000 người đã nhìn thấy cái cảnh mình và con khủng long hồng ổ về ở trên cái vách đá mọi người. Và hôm nay đang trong lúc suy nghĩ không biết là nên trả thù Gum như thế nào, thì mình lại đọc ngay được một cái bình luận rất chi là thông minh và cute xí muội luôn. Đó chính là chị Đan ơi, chị hãy giả trai và đi troll lại chị Gum, là chị hãy tán chị búp bồ Gum đi. Ôi rồi ôi, kiểu này là trúng luôn. Mình thấy cái này khá là hay luôn á. Cho nên là mình đã quyết định là mình sẽ làm theo luôn mọi người. Đây chính là cơ hội để mình trả thù lại cái vụ á mà bà Gum đã cho mình lên trên YouTube á, khi mà mình đang ú về với con khủng long rồi mọi người. Vậy nên bây giờ mọi người hãy cùng theo chân mình để coi là mình có troll lại được búp bồ Gum không nha mọi người. Đầu tiên á, thì để mà troll được thì mình phải biết bây giờ bà đang ở đâu chứ đúng không. Bây giờ mình sẽ thử giả bộ nhắn tin coi là hiện tại bà búp bồ Gum đang ở đâu nha mọi người. Sau đó là mình sẽ lấy một cái ạc mà fake của mình đó để mình đi mình kiếm bà nha. Trời ơi, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy Đan Momo cái thông minh chưa? Mình đã nhắn tin và mình đã điều tra ra được rằng bây giờ bà Gum đang ở bên châu Mỹ. Và bà đang ở cái server là cái gì mà thứ ba là cái gì? Barrio cà lem kem chuối là chính là cái này nè. Nên là mình sẽ đi qua cái server này. Và bởi vì mình chơi với búp bồ Gum rất là lâu rồi, nên mình biết bà Gum sẽ hay câu á, là ở khu vực bờ biển hoặc là mấy cái thuyền á. Cho nên bây giờ nếu mà để trôn thành công á, thì mình sẽ phải chạy vòng quanh đây để mình kiếm coi là bà đang đứng ở đâu nha mọi người. Cái này cũng khá là vất vả đó. Bây giờ mọi người hãy cùng đi truy tìm bà Gum nha. Thử làm điệp viên coi bà Gum đang ở đâu ta. Ủa bà này đang ở đâu ta? Hy vọng là bà đừng có vô trong camping hay là bà đừng có vô trong cái khu hometown nha. Nhưng mà mình nhớ là bà hay câu ngoài bờ biển mà ta. Ai đây? Đấy thì là đây mọi người ơi, đây rồi mọi người ơi. Hồi nãy thì đây là mình chưa chạy qua cái góc này nên là mình đã bị bỏ sót bé rồi. Đây rồi, nhân vật chính của chúng ta đây rồi mọi người ơi. U là trời ơi, vẹt sự khởi đầu nan hôm nay hơn quá trời quá đất luôn. Mình đã gặp ngay bà Gum rồi. Bây giờ thì sẽ bắt đầu vào công cuộc là troll bà nha. Đầu tiên thì mình sẽ phải diễn cho là thật là giống fan gặp idol cái, cho bà là khỏi có nghi ngờ nha mọi người. Sao em câu ở đây có bụng mình vậy? Mọi lần á là mình thấy là rất nhiều fan là vây quanh mà ta. Cho anh câu chung với em nha. Mấy tuổi mà đòi xưng anh? À thế mấy tuổi à? À thì anh 30 tuổi rồi, đủ là xưng anh chưa? À em mập à, em mập thì anh cũng mập luôn. Trời tưởng gì. Dạ chào chú.
Ông được không được, mình phải phách tuổi cho mọi người. Đùa tí chứ chú mới có 23 tuổi thôi, đừng có gọi là chú, trời nghe nó già lắm. Bởi vì búp bờ gum là sinh năm mà là 2K2 mọi người. Cho nên mình nói 2K3, à đâu mình nói 23 tuổi là quá là đẹp luôn rồi. Giờ là khỏi có chào chú nữa nha cháu. Kết bạn với ăn nha, cô bé cu te hụt mi si muội đứng kế bên. Em đầy bạn rồi, không thể kết bạn thêm. Biết ngay mà, nhưng mà mình phải kiểm chứng mới được. Ờ đúng là 100 bạn rồi mọi người ơi. Trời ơi bể phun bạn rồi, nhưng mà mình sẽ năn nỉ tiếp nha. Đi mẹ năn nỉ luôn á. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Anh tính nói em là xóa bớt bạn đi chứ gì. Không được, xóa bạn cũ buồn và chửi em. Đúng rồi, đây chính là nỗi khổ của tụi mình đó mọi người. Mọi người cứ bảo tụi mình xóa bạn đi nên không thể nào mà xóa được. Ờ thế thì em xóa Dan Momo đi em. Không được, bà ấy là chị em. Ủa rồi, con cá bông bốn to chả bá lửa kìa mọi người. Từ từ để câu xong mình nói chuyện tiếp mọi người ơi. Mọi người biết sao mình lại bảo là xóa bà Dan đi không? Bởi vì bình thường á là mình hay nói với fan á là mình với búp bụng cũng không có kết bạn với nhau. Bởi vì là tụi mình sẽ nhường chỗ cho fan mọi người ơi. Lên em ơi, để coi là con gì để tặng cho búp bụng gom đèo rồi luôn. Một con cá mú nghệ. Rồi đây anh sẽ cầm con cá mú nghệ này để tặng cho em đó gom à. Tặng cho em nè, về nấu lẩu ăn nha em. Con này nó ghét ăn cá lắm mọi người ơi. Nhưng mà mình cứ tặng cho nó con cá để cho nó khỏi nghi ngờ mình nha mọi người. Sao Dan Momo nói là bọn em chat Facebook mà nên không cần phải kết bạn. Anh xem video rồi. Vậy cho nên là em xóa Dan Momo đi. Cần gì phải kết với bả đâu. Nhường cái chỗ đó cho anh. Để coi là Bubble Gum sẽ trả lời như thế nào nha mọi người. Vì bọn nên tụi em không chơi nhiều. Giờ hè rồi, các bạn chơi chung. Ờ đúng rồi mọi người ơi, bây giờ hè rồi có nhiều thời gian nên là mình hay đi chơi chung với nhau. Một câu trả lời quá là chính xác luôn. Bây giờ là tụi mình đi chơi với nhau nhiều rồi á, nên là tụi mình không có xóa kết bạn. Sao anh hỏi nhiều thế, anh là điệp viên à? Ờ đúng rồi đấy, anh không phải là điệp viên đâu. Tại anh thích em nên anh mới hỏi nhiều. Ủa nó đâu mất tiêu rồi mọi người, cái tự nhiên đang đứng đây nó bay biến, nó mất tiêu rồi. À đây đây đây, trời ơi mình tưởng đâu là nó đi mất tiêu rồi, là mình mất cái quầy chôn này rồi. Anh thích em nên anh mới hỏi nhiều đó, chứ đâu phải tự nhiên anh khùng đâu mà anh lại đi hỏi nhiều em làm gì. Sao anh thích em? Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Rồi chết rồi mọi người ơi, nó hỏi câu này là nín họng luôn rồi. Sao anh thích em ta? Bởi vì em cute thì anh thích thôi. Bây giờ em đợi anh 30 giây nha. Anh sẽ thể hiện cái tình cảm của anh cho em biết là anh rất là thích em luôn. Mọi người biết mình đi đâu không? Bởi vì cái ạc này của mình là nó không có cây đàn mọi người ơi. Vì vậy nên mình đã quyết định là mình sẽ mua một cây đàn. Sau đó là mình cầm cái cây đàn tình tính đang quen là mình tỏ tình với bà búp bồ gum để coi là bà ấy có kiểu là có rớt vào cái lưới tình của mình không nha. Trời ơi, nếu mà so sánh là mình với ông Toby Tiều á thì tính ra là mình quá là lãng mạn luôn rồi. Đây, đây chính là cái cây đàn đây. Anh sẽ mang cây đàn ra tình tính tan với em nha em. Ủa mà khoan, nó đi đâu mất tiêu rồi mọi người, nó bỏ mình rồi. Ủa nó đâu rồi ta, mình nó đứng đây mẹ. Ừ, hai lần rồi mọi người ơi, nó đi đâu mất tiêu rồi, rồi nó đi đâu rồi. Ủa, à đây 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 đây, đây cái xe cá mập của nó đây rồi. Nó đi đâu, trời ơi em đi đâu mà làm anh rớt hết cả tim. Anh cứ tưởng đâu là em bỏ anh rồi, thì anh không biết tìm em kiểu gì luôn em ơi. Em cho biết đi tắm, à thế à. Bây giờ nha, để thể hiện cái tình yêu mà của anh là dành cho em á, anh cứ tưởng là anh lạc mất em rồi. Em là quan trọng với anh lắm luôn á, cho nên bây giờ là anh sẽ gửi tặng em một cái ca khúc là tỏ tình với em nha. Em hãy lắng nghe nha. Ôi trời ơi. Ôi trời lẹ trời, cái gì mà đang chơi cái tự nhiên cái thằng Toby Tèo từ đâu nó xuất hiện vậy mọi người? Mình đang tán Bubble Gum mà tại sao Toby Tèo lại xuất hiện thế này? Toby Tèo hỏi Bubble Gum là tại sao không câu ở Việt Nam? Bởi vì ở Việt Nam đông quá cho nên là Bubble Gum mới qua châu Mỹ câu chứ.
Ủa trời ơi, thôi chết rồi mọi người ơi. Thằng Tommy Tèo nó ra làm sao mình tán được ta? Hay là mọi người nghĩ là mình có nên chôn luôn cả Tommy Tèo không? Bạn bà hả? À, bây giờ là mình sẽ chôn luôn Tommy Tèo nha. Mình sẽ để xem là tình cảm của Tommy Tèo dành cho con em của mình nó như thế nào nha mọi người. Để coi là có thật lòng hay không nha. Bởi vì người ta nói á, là nếu mà yêu thật lòng á, là sẽ rất là ghen luôn á. Cho nên là mình sẽ chôn luôn cả Tommy Tèo luôn. Được. Hào hán. Hào hán. Khoan. Tommy Tèo chia tay Bubble Gum rồi mà ta. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Mới hẹn hò mà chia tay gì ba? Ủa? Thế cái video kia tưởng là chia tay rồi chứ. Giật tím mặt như thế mà cứ tưởng là chia tay rồi. Không sao, chưa chia tay thì sợ gì? Đã lấy nhau đâu mà sợ. Mới chỉ là người yêu thôi mà đúng không? Khi nào mà lấy làm vợ rồi tôi mới sợ. Đấy, troll là phải khét như thế đấy. À, Tommy Tèo nó đứng dậy rồi kìa mọi người ơi. Nói gì vậy, ý là sao ông nội? À, thằng này được. À, tại tôi cũng thích gum chứ sao? Vậy? Gì là gì ba? Ủa trời ơi, Tommy Tèo không cho Bubble Gum cười luôn kìa mọi người. Tôi cười thì tôi cười có ý cái gì đâu. Hay bà thích ông đó? Ghen rồi mọi người ơi, Tommy Tèo đã chính thức là ghen rồi. Ghen thật rồi kìa mọi người. Rồi tự nhiên cái bà gì Valentina Game ra giấy đành đạch đây. Thôi ông bớt tào lao đi. Đúng, chỉ có cười thôi á. Mẹ cũng bẻo là ý gì, là ý gì, là ý gì đâu. Ông muốn gì? Tôi muốn đi chơi với Gum chứ là cái gì? Về nhà tôi chơi đi Gum. Ê thằng này á là mọi người, nó đang tìm cách đó là để họ tách Gum ra khỏi mình kìa. Mình sẽ níu giữ lại nha. Ông muốn cướp Gum của tôi hả? Tôi là fan. Thế là nói chưa cưới lo gì. Ông đừng có mè dụ dỗ Gum của tôi nha. Nãy giờ ổng tán tỉnh bà à. Ổng nói thích tôi. À, trời ơi mọi người, Tommy Tèo đã nổi cái máu ghen của con trai lên rồi. Bây giờ bắt đầu qua xử lý mình nè. Cẩn thận tôi nha. Ui sợ quá, sợ quá. Ông tính làm gì tôi? Tụi tôi chỉ trò chuyện bình thường thôi mà. Bình thường gì, muốn cướp bà khỏi tôi đó. À thằng này nó mập lên kìa mọi người. Mày tưởng mày mập mà tao sợ mày à, cái thằng Tommy Tèo kia. Con này nó láo lắm. Cháu chỉ dọa nó tí thôi mà nó cũng bảo cái chỗ này nhiều máu này. Nó đòi đấm mình kìa mọi người. À mày mập thì tao cũng mập. Bọn mình rất sợ mày hả. Rồi cầm cái gậy bóng chày đó nè. Đây nè, một cái này á, mày phang một cái thì là tao nói cho nó bay nguyên cái khí hàm răng nè. Đừng để tôi lóng à, tỉnh lóng như kem à, chắc tôi sợ quá à. Trời ơi, đấy, tao phan cho một cái là mày bay cái đầu luôn nha. Bây giờ là Tommy Tèo đang tức, mày tức lắm luôn rồi đó mọi người, để coi là làm gì nha. Nó đấm tôi kìa, u lì trời ơi, mạnh mẽ quá đi. Mạnh mẽ quá trời, mạnh mẽ luôn, cứ tưởng là đấm lại ai vậy là giấy đành đạch ra ăn vạ kìa mọi người. Cô tè xỉu ấp xỉu đeo luôn, chết rồi, nó cầm súng mọi người ơi. Mình á là có mỗi cái gậy bóng chạy thôi á. Mẹ nó cầm súng là nó định bắn mình đó. Ra chỗ khác trời nó đuổi mình kìa mọi người. Thằng này nó dám đuổi mình hả? Tôi chỉ đứng câu cá với Gum thôi mà mắc gì ông đuổi tôi. Tán tỉnh người ta mà kêu. Thế tôi hỏi ông tại sao tôi lại không được tán bà Gum, ông nói đi. Hỏi câu nữa đấm không trượt phát nào. Trời ơi là trời, tính ra là mình là chị của anh Gum á mọi người. Là nếu như mà Tommy Tèo mà lấy Gum á là nó là em rể của mình đó mọi người. Mà nó dám đòi đấm mình không trượt phát nào kìa thằng này được. Ông rén gì? Ông trả lời tôi đi. Chứ ông đòi đấm tôi làm gì? Ông có trả lời được không? Trả lời là tại sao tôi không được tán Gum coi. Gum là người yêu của tôi mà. À thế làm sao mà à? Biết rồi mẹ còn hỏi. À thế à, thế người tôi yêu cũng là Gum. Bây giờ Gum là người yêu của ông thì kệ ông. Ô thằng này, mày bị điên à? À thằng này được, mày dám chửi chị mày là bị điên hả? Đúng, có ai khi yêu mà bình thường đâu. Người ta chả có bài hát là thằng điên còn gì. Khi yêu thì ai cũng bị điên thôi. Cho nên tôi điên cũng là chuyện đương nhiên.
Tôi cứ yêu gom đấy, ông định làm gì tôi đấy? Bây giờ tôi nằm đây nè, ông làm gì ông làm đi. Ông ngon đấm tôi đi, ông ngon bắn tôi đi. Lại khóc kìa mọi người. Nó đấm mình không được, cái nó đứng nó khóc kìa mọi người. À mày khóc tao cũng đừng, tao khóc luôn nè. Bây giờ đúng không, thằng tao bị tèo nó đứng nó khóc thì mình cũng đứng mình khóc luôn. Mày tưởng mày khóc mà tao không biết khóc bẻ cái thằng kia. Nó lại hỏi búp bờ gom làm bài tính sao kìa mọi người, sao là sao. Thôi tao coi lúc này tao cười trẻo luôn á mẹ con ơi. Mày tưởng mày khóc mà tao không khóc hả, tao cũng khóc luôn. Bà chọn đó hay chọn tôi? Gì vậy trời? Tommy tèo á là bà nói đi, bà nói đi là bà chọn cái thằng kia hay bà chọn tôi? Nói đi em, bắn mày giờ á, mày ngon lắm, mày bắn tao đi. Chọn tèo hay chọn anh? Chỗ này nhiều máu nè, bắn đi, bắn đi. Hinoko là tường. Ủa tự nhiên cái nói người ta là tường ông nội. Vì sao biết không? Vì ông không có cửa. À thế à. Bây giờ mình sẽ chôn nha, mình sẽ chôn cho ông Tèo. Ông tức điên lên luôn nha mọi người. Sai rồi, Hinoko là gì biết không? Hinoko là chồng tương lai của Gum đó. Nói thế mà chèn cái máu não mà chết luôn á mọi người. Là nói thế này là chắc Tommy Tèo đang rất là tức lường á. Nhanh không tôi bắn nó. À thằng này nó lại đòi bắn mình tiếp kìa mọi người. Ôi trời ơi, nó hảo hán thật đấy chứ. Hinoko là chồng tương lai của Gum. Bây giờ Tommy Tèo tính sao đây? Bà chọn nó đúng không? Trời rồi mọi người ơi, bây giờ Tommy Tèo đang là tức điên lên rồi đấy. Là giống như kiểu là vì anh ghen mẹ của Eric cho mọi người. Mọi người có biết cái bài đó không? Tào lao gì rồi luôn đó. Đó. Nó thét ghê luôn rồi mọi người ơi. Chết rồi, nó thét ghê rồi mọi người. Vậy là nó tức lắm rồi đấy. Tommy Tèo đã thét ghê luôn rồi mọi người. Em chọc anh hả, ông bị khùng hả? Ôi là trời mọi người ơi. Sao mà Tommy Tèo nó kiểu nó tức quá rồi, nó trốn luôn rồi, nó chạy luôn rồi mọi người. Thôi được rồi. Mình nghĩ là mình chôn đến đây là đủ rồi mọi người ơi. Tự nhiên nhận chồng người ta làm cho từng Tommy Tèo nó tức điên lên. Thôi được rồi mọi người, tới đây là đủ rồi mọi người ạ. Mình mà chôn nữa thì tình chị em là còn cái nịt thôi. Làm người yêu tôi giận rồi. Trời ơi, có cái gì khó đâu. Đừng có theo tôi. Thôi bây giờ mình phải thú thật là mình là Dan Bobo thôi mọi người ơi. Chứ nếu không là nó đập mình chết. Khoan, hãy đứng lại cho ta. Ta là Dan Bobo nè. Ta đang Momo nè, đứng lại. À hôm nay là búp bờ gum lại bị trôn là cay quá à, trời cay luôn nha. Hôm bữa lại dám tung cái video của tôi lên á, là tôi ngồi ở trên cái vách đá đúng không? Thì hôm nay tôi chính thức là trôn lại bà gum nha. Bà không những thế á, là tôi trôn luôn cả cái ông là Tommy Tèo luôn. Và bây giờ ông Tommy Tèo ông tức quá là ông mới đi về Việt Nam luôn rồi mọi người ơi. Tính đùa ngươi một tí mà ta đâu có ngờ là thằng Tommy Tèo nó xuất hiện đâu. Nhưng mà bây giờ làm sao? Bây giờ là dễ thôi. Bởi vì Tommy Tèo là con trai mà. Chỉ cần là nói lời ngon ngọt thôi là Tommy Tèo sẽ hết giận ngay thôi. Con trai ai mà chả thế, đúng không? Nên là sợ cái gì? Dám cá luôn á là 10 phút sau Tommy Tèo sẽ nhắn tin cho bà đó. Bà đừng có phải lo gì hết trơn á. Nó ọp luôn rồi đó. Ọp tí cũng phải xuất hiện thôi. Bởi vì chắc chắn là Tommy Tèo sẽ sợ mất người yêu mà. Cho nên là dễ gì mà không online đúng không? Nhắn tin năn nỉ đi. Bày cho nè. Bây giờ nhắn tin là: anh Tommy Tèo ơi, em yêu anh nhiều nhắm. Là thế nào là Tommy Tèo cũng là tha thứ thôi, đúng không? Mọi người có công nhận của mình là như vậy không? Em về Việt Nam đây. Vậy là búp bờ gum hôm nay là nó đã quá là cay luôn rồi. Bởi vì là mình đã trôn, không những là mình trôn búp bờ gum này, mình đã trôn Tommy Tèo tức điên lên rồi. Bây giờ là về nói với là: anh Tommy Tèo ơi, em yêu anh nhiều lắm đi. Là nó sẽ hết giận đó. Với lại nó không dám giận đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là tính ra là mình sẽ là chị tương lai của Tommy Tèo đúng không? Cho nên là làm sao mà Tommy Tèo dám giận được, đúng mọi người? Vậy là hôm nay là cái mềm trôn này của mình nó đang quá thành công tốt đẹp rồi. Để coi cái thằng Tommy Tèo nó coi xong cái video này nó sẽ có cái phản ứng như thế nào khi mà nó dám nói chị tương lai của nó là đấm không trưởng phát nào nha mọi người. Mọi người hãy chờ đợi coi là Tommy Tèo á sẽ giống như là sẽ thể hiện thái độ như thế nào khi mình dám đấm mình nha mọi người nha.